bánh kem nha. Wow, hôm nay là sinh nhật nhưng mà Thủy Đậu nên là cũng không tổ chức gì đâu, chỉ có mua bánh kem về thôi. Đây là chiếc bánh kem nha các bạn nha. Wow, bánh súp cơm cầu, bánh súp cơm cầu, bánh súp cơm cầu. Đúng vào, sao đúng vào để tí nữa con sắp lên. Bánh kem 2 tuổi nha. Đẹp quá, béo đúng quá. Ôi, béo đúng quá. Sinh nhật mà tôi yêu phải đúng rồi. Nhan lại bật lửa đây. Ok. Sinh nhật sao có một chiếc xe bánh súp kì. Sinh nhật Minh Khang 2 tuổi. Sao có một chiếc xe bánh súp. Minh Khang 2 tuổi rồi, nhanh đấy. Rồi ra. Cho quà nhanh lắm. Mẹ ơi, cái gì ơi? Nào bây giờ tắt quà đi để mẹ gọi điện nha. 4 ngày nữa thôi là sinh nhật con nữa. 4 ngày nữa là sinh nhật con. Đột cái 2 tuổi đây. Không cần. Mẹ làm cho. Lấy cái xe ra đã nha. Ok. Chúc con mấy chúc này. Ok, con đưa cho em cắt bánh đi. Được. Rồi, Minh Khang đây. Quà đây ăn này. Ăn được quà đây ăn này. Ê, cái con ra này. Cứ như giờ béo cắt bánh nhá. Thôi bây giờ bố chụp ảnh này. Bố tắt đi, bố chụp ảnh để cho béo cắt bánh nhá. Bánh kem thôi. Đây là một dòng chụp rất là ngon. Biết ông bà ngủ chưa? Ngon đang ngủ chưa? Chưa ngủ cứ lên đưa một miếng. Cảm ơn. Đưa cho ông bà. Con sẽ có. Đưa cho ông bà. Đây, đây, đến nữa đây. Ngủ chưa? Xe bánh súp. Phát hiện chưa? Chưa. Là thế đấy. À, đưa lên. Chị đặt xe bánh súp quả. Ăn bánh như này, ăn bánh như này. Mấy đi gì nữa? Mấy phải yêu anh không được anh thật. Con yêu em một cái này.
em gì nào? Con chúc em luôn luôn mạnh khỏe và đỡ thủy đậu đi. Con thì chúc em rồi năm mới lên ngoan ngoãn. Con chúc em lại đừng đánh nhau nữa, đừng cắn nữa. Này à, cho nó sức khỏe rồi ra. Nhưng mà đừng có đấm hoặc sâu nữa, nó hay đấm hoặc sâu. Nó cắn. Đúng không? À. Vui không con? Vui không? Con vui không? Con ăn chưa? Chấm lâu anh. Rồi, bye bye nào. Xin chào, bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye. Chào tạm biệt.